Quế Vân, thấy cả nước phản đối như này nên người ta đã hủy hợp đồng của tôi. Chỉ vì một chuyến đi với bạn của mình mà tôi mất tất cả, Quế Vân bật khóc nói trong livestream. Tối ngày 10 tháng 10, cựu người mẫu, ca sĩ Quế Vân đã có buổi livestream để nói rõ về những ồn ào từ thiện cùng vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương trong đợt bão Yari vừa qua. Bên cạnh việc đưa ra những chứng cứ để ê minh oan nghe cho mình và vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, khẳng định không gây phong bạc, không gây làm màu ê từ thiện, Quế Vân bật khóc khi tiết lộ vừa mất việc do ồn ào này gây ra. Cụ thể trong livestream, Quế Vân nói, sau một tháng phải nhịn để lấy lại tinh thần. Hôm nay tôi lên đây nói chuyện với mọi người. Ai theo dõi tôi có lẽ đều biết, tôi là cô gái rất mạnh mẽ. Không gì trên đời này có thể làm cho tôi rơi nước mắt nhưng lần này hơi nặng nề. Có lẽ đây là sự dồn nén trong một tháng qua mà tôi không nói được với ai, không chia sẻ được với ai. Tôi luôn không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai nhưng lần này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Nếu ai đã trải qua nỗi oan khiên trái ngang thì sẽ hiểu cho tôi, hiểu cho cảm xúc của tôi. Nếu tôi là người phong bạc hay là màu thì tôi không dám nói lên sự thật vì những người là màu hay phong bạc, họ sẽ phải giấu đi nhưng tôi thì không. Không biết ngôi nhà này có còn ở lại với tôi không, giờ tôi sẽ cố gắng bình tĩnh để nói một lần cho mọi người rõ. Quá khứ ai cũng có sai lầm nhưng dần dần chúng ta sẽ phải thay đổi để tốt hơn. Trong quá trình làm nghệ thuật của mình, có quá nhiều điều cho tôi bài học kinh nghiệm để rút ra trong cuộc sống. Khi tôi quyết định về quê Bắc Giang để sinh sống là tôi đã chọn bình yên, không muốn tạo điều gì ồn ào nữa. Tôi đã bán tất cả tài sản, dồn hết tiền để về đây xây nhà. Sau khi xây nhà xong thì tôi tìm được một công việc rất tốt, phù hợp với mình. Trước kia mình chỉ đi diễn rồi nhận các xe về tiêu. Còn bảo mình ra đời làm ăn thì tôi không biết làm cái gì. 6 tháng trước, tôi được ký kết với một công ty truyền thông của nước ngoài. Họ xây dựng hình ảnh cho tôi. Một là chọn phong cách nuôi dạy con, truyền kinh nghiệm cho mọi người. Hai là làm thiện nguyện, lao vào những nơi khó khăn để giúp mọi người. Tôi chọn làm thiện nguyện. Từ xưa tôi đã muốn đi giúp mọi người nhưng không có khả năng. Giờ có công ty hỗ trợ mình xây dựng hình ảnh theo hướng đó thì quá tốt. 6 tháng qua, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều hoàn cảnh, gặp những người mắc bệnh truyền nhiễm nhưng tôi không sợ. Tôi vẫn đến để thăm mọi người. Và mỗi lần đến, tôi vẫn dùng hết tấm lòng của mình để giúp đỡ, lan tỏa. Mọi người bảo, tại sao phải quay và úp lên mạng? Mỗi người có cách khác nhau. Tiền mình ít nhưng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để lan tỏa nên tôi cần ghi lại những nơi mình đi để mọi người biết. Những nơi tôi đi đều gắn rõ địa chỉ để mọi người biết và tới giúp đỡ. Chỉ cần vài ngày nữa thôi là sẽ chính thức bắt tay vào việc vì 6 tháng qua, tôi đã làm những việc rất tốt rồi. Nhưng chỉ vì một chuyến đi với bạn của mình mà tôi mất tất cả. Người đời đổ cho tôi nhiều nỗi oan quá. Công ty của nước ngoài không giống Việt Nam. Người ta thấy cả nước chửi như này, họ nghĩ tôi sẽ không làm được gì cho công ty nữa nên họ đã hủy hợp đồng của tôi. Đây là hợp đồng tôi đã ký hồi tháng 5. Lúc lăn tay, tôi đã rất vui vì tìm thấy công việc hợp với mình, có thể an cư lạc nghiệp rồi nhưng giờ không còn nữa. Tôi sẽ không nói về những gì đã mất nhưng giả sử có công việc này thì cuộc sống của tôi và các con không khổ nữa. Khi xây nhà, tôi đã dồn tất cả tài sản vào ngôi nhà này, giờ mất cả công việc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.